hướng lên hơi nguy, giật gót kỹ thuật. Tiếp tục là một chạm bằng mã ngoài cho Nhật Linh. One touch, one touch cái nữa. Hiếu nhỏ chia cho mình trả về cho Hiếu nhỏ, dứt điểm. Lầm. Và đó là bàn thắng của ca sĩ Johnny Classical AK. Và đây là pha chìm bóng La Coretta của Hải Phương. Nhật. Và lướt lên dứt điểm. Tôi là Thi Freestyle. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Thi Tài Soccer. Này tiếp tục là một trận banh tại sân En, quận 2. Đây, đội Tipping and Pizza FC đây. Này bệnh anh em, sổ mũi, viêm họng. Mỗi khi thì hay đi trễ. Nay được hôm đi sớm, ngồi chờ. Ok, thay vậy thôi. Hôm nay mình mang đôi Vabo 14 Pro TF màu xanh dương này nha. Mẫu này giờ siêu hiếm luôn nè, kiếm không có ra đâu. Chỉ còn 15 và 16 thôi. Ai quan tâm đến Vabo 15, 16 thì ghé Thanh Hùng Futsal nha. Và ai quan tâm cái vớ giống như mình thì link trong phần mô tả. Hello. Đây là chim Hải Phương. Hiếu nhỏ Cà Mau. Nhật Linh Gattino. Bầu Nghiêm Xuân Quyết. Quỳnh Phương. Dương Hoàng. Manager Lâm Rô Béo. Thủ môn này tên là Quyền. Nãy giờ chưa kịp khởi động. Giật nhẹ một cái rồi vô đá nè. Múa mấy skill này xong, tự nhiên cảm thấy đau cái gót chân bên trái. Ây da. Thấy hơi đau ta, đau gót. Mới vô ăn trái banh ngay ba sườn rồi. Hướng lên hơi nguy, giật gót kỹ thuật. Chân trái, chân phải. Một chạm bằng chân trái cho anh Lâm Rô Béo luôn nè. Nhưng bóng đi chưa đủ xa. Cú dứt điểm của Dương Hoàng. Ôi trời. Bóng dội ngay đầu thành Nhật. Đâu ra âm Nhật vậy? Đội bên Nhật. Phương. Lần này là một chạm bằng chân phải cho anh Lâm Rô Béo. Đổi về cho Thanh Nhật. Vô lê. Trời đất ơi. Tiếp tục ăn banh y chang pha ở đầu trận. Xuyết tí thì cắt được. Tiếp tục là một chạm bằng mã ngoài cho Nhật Linh, đường chuyền cột 2. À. Ô, Johnny đã lên. Hello. Ca sĩ rapper Johnny. Đây là pha cắt bóng tốt của Dương Hoàng. Lại là một chạm bằng chân trái. Cơ hội cho Thành Nhất. Trời ơi. Đây là một pha cắt bóng tốt của Quỳnh Phương. Thứ hai được Nhật. Thứ hai được Hoàng. Quang. Thả đẩy cho anh Lâm Rô Béo. Nhả về tuyến 2. Dứt điểm. Chúng nghe hậu vệ. Đây. Quyết định căng ngang qua hai chân đối thủ. Trời ơi. Tình huống đá phạt góc. Và đây là một pha bấm bóng điểm rơi cho Thanh Nhất. Trời. Xin cả nhắc. Dương Hoàng racing luôn. Cơ hội cho Nhật Linh. Rất chống chảy. Hứa Long kỹ thuật. Trời ơi, ngay cột. Tôi lên rồi. Tình huống mắc bài đường chuyền tốt của Quỳnh Phương. Anh Lâm Rô Béo một chạm quá hay. Dứt điểm. Hay. Trung vệ lên tới chở luôn. Cái chuyện như vậy, như vậy Trung vệ nó vậy. Hồ Anh Thảo đã té ngã nhưng trọng tài cho phép lợi thế. Lâu chợ, lâu chợ. Từ từ anh lâm. Ô là là, bana 30k. Chù. Mọi người ghi bàn trong tình huống này là Thành Nhật. Kiến tạo hay quá vậy. Ok anh rồi. Qua đâu. Lên. One tết cái nữa. Trời ơi. Đá ngay giữa cũng thành, đá ra hai góc là lụm rồi. Hay. Cầu thủ số 9 dắt bóng về tận sân nhà rồi chuyền bóng cho Thanh Nhật. Cơ hội đối diện thủ môn. Rất đơn giản. Không nhờ ơi. Ây da.
tiền đạo này vô rồi. Em tên gì vậy? Mai hả? Ok. Rồi, lui về đây nè, lui về đây nè. Giữ lại các em. Nhật, lên. Ây da, chân hơi đào nên không rướn được pha này. Phản công cho các thủ áo cam. Hãy luôn. Xe lưng. Banana, Batuka. Inside touch, inside pass. Ngang. Nhận đường chuyền từ bé Mai. Chuyền lại cho bé Mai. Đường chuyền của mình hơi nhẹ rồi. Đây luôn. Pha xây sở của Hồ Anh Thảo. Một chạm của Thành Nhật quá xa hay. The Rollet. Pha này dứt điểm một chạm cho rồi. Kiểm soát bóng bằng gầm. Classico AK cho Hiếu Nhỏ Cà Mau. Và đây là Vimu Bass dọc biên. Cùng xem lại pha này nhé. Tính Classico AK chuyền ngược về mà thấy Hiếu ngon hơn nên đưa luôn. Mà anh em thấy hay thì đừng quên like, đăng ký kênh nhé. Di chuyển lên, lôi kéo hậu vệ theo, sau đó giật về để có khoảng trống nhận bóng. Mai. Thôi, chim bên kia. Đưa anh cũng được chim. Đồng đội trả về mình là một chạm vô giữa luôn. Che biên và từ từ áp sát. Ây da, chúng một cái đau quá trời đau luôn. Rabuna. Và đây có lẽ là nguyên nhân của tình huống sau đó. Anh em cứ xem tiếp đi rồi sẽ biết nhé. Nhận bóng ở bên trái, lắc giữa và dứt điểm của Johnny. Hay anh. Nhưng cú đá chưa đủ hiểm. Tốt Johnny. Và cắt bóng tốt của chim Hải Phương, giật gót kỹ thuật. Thôi, một chạm em. Tiếc quá xa tiếc. Nè. Johnny giống chạy quá, trả về cho dứt điểm nè. Chưa phải đó. Hay. Trời ơi, ok anh ơi. Chệt gốc A trong gang tấc. Ơi, đi chim. Tình huống 3 đấu 2. Và đường chuyền cho bé Mai. Hay. Tiếp chim. Đứng đây và đợi đệm vào khung thành trống là xong. Nhưng thủ môn hay quá. Hiểu rồi. Bây giờ là Hiếu Nhỏ Cà Mau. Nhận bóng và quan sát bên trong. Đường chuyền cho bé Mai. Mình cố tình tung đường chuyền rất căng để bé Mai chạm một cái là vô khung thành luôn. Nhưng cuối cùng thì bóng lại đi ra ngoài. Đó, sao đủ rồi. Cú sút từ giữa sân. Tổ quân ơi. Nãy xem pha trước thì nghi nghi rồi. Biết thế nào cũng có pha này mà. Thôi hơi em ơi, tập trung đá banh nào. Hiểu. Nhận bóng ra trước mặt, sau đó xoay về sau lưng. Classico AK, chuyền bóng qua đầu. Replay cái nào. Kéo bóng về, dứt bóng lên, vô lê qua đầu. Cầu thủ đội bạn đang lao vào rất nhanh, thả trôi quay về. Sau đó là hàng loạt những pha chạm bóng để thoát press. Ok, ba con dê. Di chuyển ra đáy biên bên này. Nhận đường chuyền của Johnny, sau đó trả về cho Hiếu Nhỏ Cà Mau, dứt điểm. Dội chân hậu vệ. Và cao thủ áo cam đã có bàn thắng từ một pha phản công. Thêm một cơ hội nữa cho cao thủ áo cam. Hay quá thủ môn ơi. Ây da. May quá Hồ Anh Thảo không bị sao cả. Tiếp tục là một đường chuyền, lớp bóng điểm rơi. Qua đến cánh đối diện cho chim Hải Phương. Ây da, tình huống 3 kẹp 1. Chim Hải Phương đi cho banh hơi lỗ rồi. Bánh mì kẹp thịt rồi chim ơi. Chim. Đây là dặn đây nè. Tay. Ở đây có hai lựa chọn. Một là mình dứt điểm thẳng bằng chân phải. Hai là đá ngang cho chim Hải Phương, dứt điểm bằng chân trái. Dứt điểm kỹ thuật qua hàng rào. Trời ơi, nhẹ quá. Thủ môn đã bắt bài rất tốt.
tốt teo. Pha xử lý quá ok của Hồ Anh Thảo. Lên chim, lên chim. Và đây là cơ hội cho Hiếu Nhỏ Cà Mau. Bên trái. Trời. Trúng cột dọc. Anh ơi, né né cột ra anh ơi. Ra nghỉ và trời người vào thay là Cương Seven. Trời. Trái kiều anh Thành sao rồi? Chả anh chị thấy nằm đóng à? Đâu anh định anh thấy vô à? Anh đưa chân nè. À, nhảy lên hả hay sao? À. Cái nó vô thì nó không vô. Chấm đùi hả? Vô đây hả? À, không nhẹ lắm. À không sao đúng không? Lấy lỗi vậy đâu. Mình không cái chân không lỗi luôn. À về không lỗi luôn. Không cái chân cao quá mình để dưới đây mình té thì. À là chúng chân ta té mới thổi được. Mà bị cái nó không đưa chân vô. Hiếu Nhỏ Cà Mau dịch bóng dọc biên hay quá. Step over lắc giữa. Trời đất ơi, mới khen xong là báo rồi. Nhưng không sao, vẫn còn Nguyên GK ở đây. Cú dứt điểm chân trái. Bóng đá nằm gọn trong tay thủ môn. Hết hiệp 1, gác với tỷ số 3-1. Vừa mới vô hiệp 2 thì nhận ngay một quả bên. Đã có một chút tác động của Dương Hoàng. Trong khung thành bây giờ là thủ môn Phan Tuấn. Ô là là, Phan Tuấn đã đáng đúng hướng nhưng không đỡ được. Quỳnh Phương đã dâng rất cao. Pha dứt điểm một chạm của bầu Nghiêm Xuân Quyết. Trời ơi, đi vô lưới là siêu phẩm rồi. Pha cắt bóng tốt của Cường Seven. Anh Lâm Rồ Béo bước 1-2. Đường chuyền phản công cho bầu Quyết. Thủ môn đội bạn đã ra kịp thời. Tấn công ở hành lang cánh phải cho cầu thủ Stepin. Đường chuyền chém mưu cho Dương Hoàng. Ô là là, hay quá bầu Quyết ơi. Vẫn còn, pha đua tốc độ của Nhật Linh. 5-1 đóng rồi. Penalty cho cá thủ áo trắng đỏ. Cơ hội ghi bàn trên chấm penalty của chủ tịch Stepin. Trời, đá rồi. Tưởng đâu là mid-band rồi. Lúc này thì anh em Stepin đang gác ba trái. Cú dứt điểm từ rất xa của cầu thủ số 9. Vừa mới gác 3 thì giờ còn gác 2. Ok, vô đá tiếp nào. Một pha xoay sở rất quen thuộc của Hồ Anh Thảo. Chuyền cho Hiếu. Hiếu chuyền cho thủ môn là xong. Nhưng không, em ấy quyết định kiếm 30k và cái kết. Ê chà chà, khoảng cách còn một bàn. Hơi chủ quan xíu thôi, nhưng không sao. Ý da, pha này hình như bóng chạm tay rồi. Nhưng chưa có tiếng còi, cứ đá tiếp thôi. Hay quá Hiếu ơi, bây giờ là Johnny. Trọng tài xác định là không có penalty trong tình huống này. Lao lên tính cắt được chuyền ngang nhưng mà hụt. Wow wow, giật gót hay dữ. Rồi xong, bị gỡ hòa 5 đều luôn. Không sao, thời gian còn dài lắm. Tiếp tục đá nào. Nhận bóng quay lên và quan sát Hiếu Nhỏ Cà Mau. Vẫn là kỹ thuật lớp bóng điểm rơi. Hay quá Hiếu Nhỏ Cà Mau ơi. Cơ hội cho Thanh Nhật. Thanh Nhật. Thầy Hiếu ơi, đơn giản rồi gì đâu mà. Cơ Nhật. Trời ơi, MVP trận này đây rồi. Cùng xem lại pha này nhé. Pha đỡ bước 1 và chuyền kiến tạo cực xịn của Hiếu Nhỏ Cà Mau. Và cú dứt điểm rất quyết đoán của cầu thủ sinh năm 2K. Stepin dẫn trước 6-5. Hơi hơi hơi, nhật. Trên này, trên này. Cú đá của Johnny đã bị cản phá. Ngã người vô lê nè. 7-5 cho cầu thủ Stepin. Siêu phẩm. Nhật, cái bánh nó trọt khe cho anh là anh nó bắt okay, okay. Thấy rồi. Thầy Thành ơi, chiếu lại cái nào. Và móc bóng kỹ thuật của Hiếu Nhỏ Cà Mau là mình nhớ đến mấy cú đá của Ibrahimovic. Xoay, chân dẻo quá xa dẻo luôn. Bị gỡ xong, anh em đá khác dữ. Tốt Nhật, Nhật. Tư thế không tốt để đá liền qua cục 2. Kaede bảo vệ bóng nè. Phương. Và đây là pha chuyền bóng La Coretta của Hải Phương. Nhật.
Đắc Long một chạm, ghi bàn 8-5. Tiếp tục tặng quà cho con. Một nụ hôn cho bé cá sắp ra đời nha. Và kiến tạo quá xịn từ người em, cách tuổi nhau một con giáp. Replay, replay, replay. Hải Phương chìm một cái là mình lướt vô trong liền. Số 5 đội bạn không theo kịp luôn. Còn pha xử lý của Thành Nhật thì miễn chê. À quên, đối với clip này thì bé cá nhà mình đã ra đời và được 2 tuần tuổi rồi nha cả nhà ơi. Trời ơi, Nhật, 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 hay. Tốt Nhật. Ba bàn thua liên tiếp chóng vánh. Team áo cam chắc cũng không kịp đỡ. Ây da, Hồ Anh Thảo nhảy lên đến đầu, ăn nguyên cái chỏ luôn. Chuyền lên, nhả về. Một chạm thẳng cho Hiếu Nhỏ Cà Mau. Đỡ bóng siêu dính, qua người gọn gàng. Ghi bàn bả cháy bù chét. Hay Hiếu. 9-5 cho cao thủ Stipin. Siêu tiền đạo Hiếu Nhỏ Cà Mau. Tự xử. Ý chà, may mà không vô. Vô mạnh là đau á. Pha cắt bóng tốt của Hồ Anh Thảo. Hiếu Nhỏ chia cho mình, mình trả về cho Hiếu Nhỏ. Dứt điểm. Lầm. Hay quá Johnny ơi, có mặt đúng vị trí ghê. Cùng xem lại nha. Mấy pha đối diện thủ môn ở góc hẹp như thế này thì khó mà ăn được lắm. Quan sát tiếng 2 và đá về là ok nhất nha cả nhà. Và tỷ số bây giờ là 10-5. Thuật lại lời của Tèo Plex. Ây da, xịt tỷ thì cắm mặt xuống đất luôn. Ê, Nhật, 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 Nhật. Biên phải đang rất chống chọi. Nhận bóng và quan sát. Trả về cho Thành Nhật thì cũng được. Mà chót cái khe này thì cũng ok. Chân trái. Cú đá của chim Hải Phương. Hứa Lòng chân trái chuyển biên. Ây da, hơi còng quá rồi. Nguy hiểm quá. Bị gỡ một trái. Còn bốn trái. Cơ hội phản công. Đường chuyền lên cho Bầu Quyết. Cú chích mũi từ rất xa. Sượt nhẹ tay thủ môn. Dĩ Thành. Lót bên đây cho Johnny là lẫm luôn. Một chạm. Siêu phẩm, siêu phẩm. Hay quá, ăn mừng đi. Yeah. Số 7 ăn mừng sao? Siêu cái không? Siêu. Cùng xem lại siêu phẩm một chạm của chủ tịch Stipin nha. Dứt luôn nè, ngay cột dọc, thủ môn bó tay. Tỷ số bây giờ là 11-6. Tuấn. Hãy vô luôn. Trời ơi, Thảo Thảo ơi. Pha cho khe, chảy nước miếng của thủ môn Phan Tuấn. Ô la la, hay quá Johnny ơi, đua tốc độ. Phạm lỗi rồi, mà lỗi bên đội mình. Đọc tình huống và cắt đường chuyền nè. Pha cắt bóng tốt của Quỳnh Phương. Một chạm. Rồi, ok. Và đó thì đội bạn buộc phải phạm lỗi rồi. Không bên mình phản công, ghi bàn tiếp sau. Một chạm, hai chạm cho Bầu Nghiêm Xuân Quyết. Tu bót cái nữa. Thấy anh. Ngay vị trí của thủ môn. Và đội bóng bằng vai của Quỳnh Phương tới vị trí của mình luôn. Kéo gầm cho anh Lâm Rồ Béo. Ôi, lắp. Một chạm chân trái. Bây giờ là Nhật Linh với kỹ thuật La Coretta. Kê lên ơi. Không cho đá luôn. Không cho đá phạt luôn. Dạ. Kê. Hay lắm ơi, trời trời anh hay quá.
chơi mới, đồ chơi mới. Nó chứ cũ mà mới. Hay quá, hợp tim gấp. Hợp tim, hợp tim. Đang đứng nè, cái ông trong đại nó hết tình huống hết giờ rồi. Hết giờ thôi. Không được đá chế phạt. Cuối luôn. Đang tính vô tính đá làm siêu phẩm xứ phạt lặp lại. Nãy có pha đá qua rào mà nhẹ quá quên bắt được. Tính kiếm cái dịp làm lại rồi kiếm được. Cái hiệp 1 ăn dễ quá hay sao? Tung một bài nữ vô. Nói chung cũng đá bóng đá nữ này nọ cũng ok. Vô đây thì kèo nam nó cũng hơi khó khăn cho bạn tí xíu. Xong hết hiệp 1. Quay với 2 bị gỡ què luôn. Trời đất ơi. Xong tổ đầu vô lại. Câu chuyện nó mới khác được. Nhẹ nhàng. Cành đào. Nói chung là đội bạn đá cũng tạm tạm. Kiểu vô banh hơi hơi rác tí xíu. Anh em cũng hơi khó chịu. Đây rồi, đặc sản Phú Yên Cô Tiên đã tới nơi. Nãy lúc mà mấy anh em đang đá là mới bắt đầu ship. Giờ đã tới nơi. Chết rồi anh chỗ. Em, tôi xin review cho tắt. Dứt. Phú Yên miền Tây. Đặc sản Phú Yên Cô Tiên. Quá lên đây chỗ. Rồi mai nhớ. Chơi lấy nét. Mai nhớ chờ, mai nhớ trên nhớ cho lên bay nha. Số 1, số 1. Nè. Nè ăn cơm đi bài. Mọi người ăn vui quá. Cái này là ngồi. Ngồi cái này. Nè. Ok, kết thúc trận banh tại quận 2 cùng với anh em Tipin Pizza FC. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh, bắt chợt clip mình tới. Mình đang thông tin, chào gặp lại.